Tóm tắt những diễn biến của phần trước, sau khi thành công cập bến Alabasta, băng mũ rơm đã trải qua một chuyến hành trình dài để tìm gặp thủ lĩnh quân cách mạng nhằm ngăn chặn chiến sự leo thang. Nhưng họ nhận ra rằng gốc rễ vấn đề không nằm ở chỗ phiến quân, mà là ở kẻ giật dây phía sau, Thất Vũ Hải Crocodile. Vì thế Luffy cùng các homies đã đến Rain Base để đá đít hắn, nhưng đá chưa được cái nào thì cả bọn đã bị tóm. Đã thế còn suýt hẹo. Nếu không có pha gánh tim cực mạnh từ phía Sanji, tình hình hiện tại đang rất là tình hình. Trong khi cả băng đang tiến về thủ đô để ngăn cuộc chiến vô nghĩa sắp xảy ra, thì Luffy đang sắp có round đầu với Crocodile. Liệu sẽ có cái kết nào cho vương quốc cát Alabasta? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ, hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Bài recap sẽ bám sát nhất với manga để tránh dài dòng lan man. Thế nên để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim, đọc truyện và tự cảm nhận. Hoặc nếu muốn sống lại tuổi thơ cùng chúng tôi thì xem cái này cũng được. Để dễ theo dõi mạch recap, các bạn hãy xem các video trước đó của kênh. Ở một diễn biến khác, phiến quân do Koza chỉ huy đang ảo ạt tiến đến thủ đô. Trong khi đó, phía quân đội hoàng gia cũng đang ra sức chuẩn bị quân lực dưới sự lãnh đạo của tướng quân Chaka. Nhân dân tại Alubana được cho di tản khẩn cấp để tránh thương vong không đáng có khi hai bên giao chiến. Với tình hình hiện tại, kế hoạch của Baroque Works đang lốt đinh đến 96.69%. Chỉ cần tóm được công chúa Vivi thì chúng sẽ nắm được chiến thắng trong tay. Trên thực tế lúc này, xác suất để cô công chúa kịp đến ngăn chặn cuộc chiến là chưa tới 1%. Khi vó ngựa phiến quân đã ầm ầm từ xa, có điều chúng đã quá coi thường tổ đội mũ rơm. Tuy không có thuyền trưởng dẫn dắt, nhưng họ có sự giúp đỡ của các sinh vật Alabasta, nhờ đó mà vượt qua con sông Sandora một cách nhanh chóng. Đến đây họ còn được ship hỏa tốc về thủ đô nhờ có băng Karu và những người bạn. Để tạo tính bất ngờ cho phe địch, phía mũ rơm đã dùng táp ẩn danh, đồng thời thực hiện chiến lược chia rẽ lực lượng địch, từ đó tạo cơ hội lớn cho Vivi tiếp cận thủ lĩnh phiến quân, ngăn cuộc chiến vô nghĩa này lại. Viễn cảnh ấy đẹp, tiếc là nó lại không xảy ra. Một phần là bởi phiến quân đang quá điên cuồng, phần còn lại là tác động của quân trà trộn Baroque Works khiến hai người bạn đã không thể gặp được nhau. Thậm chí suýt chút nữa Vivi đã bẹp dí dưới vó lạc đà nếu Karu không xả thân cứu chủ. Cuộc giao tranh giữa hai thế lực yêu nước đã xảy ra đúng theo kịch bản của Crocodile đã lên, nhưng còn nước còn tát. Vivi sẽ tát cho đến giọt nước cuối cùng. Đó là những gì mà cô học được trong suốt hành trình vừa qua. Đúng lúc đó Usopp xuất hiện, nhưng lời lẽ không chuẩn của khứa mũi dài cho lắm. Để chắc chắn về thân phận của đối phương, Vivi yêu cầu Usopp show ra dấu hiệu mà cả băng đã thống nhất. Nếu có chữ X phía sau giải băng trắng thì chuẩn, nhưng kẻ kia chỉ dơ giải băng mà thôi. Từ đây có thể khẳng định Usopp này là hàng pha ke, đúng hơn là nàng nhị giả danh. Nếu Vivi bị tóm lúc này thì coi như endgame. Trước tình hình đó, Karu dùng hết sức bình sinh, chở người bạn từ thủa ấu thơ của mình thoát khỏi mối nguy trước mắt bằng sức mạnh tình bạn. Cặp cặp đã có pha xử lý siêu cấp Vibro, vượt qua chính bản thân mình để đưa Vivi lên đến thủ đô. Sau đó là màn vượt map chiến trường khốc liệt. Dẫu bản thân đã bị dính đạn, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Karu đã sức cùng lực kiệt nên nó không thể đưa công chúa đi xa hơn được nữa. Trong khi đó nàng nhị đang ngày một tiến gần, Vivi cần phải rời đi nhanh chóng. Cộng một respect siêu to dành cho đồng chí vịt. Nếu có dịp được gặp thì tôi sẽ mời vị huynh đài đây một bữa vịt cỏ Vân Đình. Nhớ rủ thêm hai người anh em này nữa nhé. Chúng đã góp sức không nhỏ để đưa nhân tố lông mày xoắn đến đây kịp thời. Trước đó khi phát hiện Usopp thẳng cẳng nằm bẹp một chỗ, Sanji đã nhận ra Vivi đang gặp nguy hiểm nên vội vã chạy đi bảo vệ người đẹp. Một khi sạn đã ở đây rồi thì không phải xoắn, cả bọn cứ đi trước. Gã bóng gió này cứ để anh nấu. Trong khi đó tại cổng đông nam Alubana, Usopp và Chopper đang bị địch hành cho ra bã. Điểm qua lực lượng đôi bên thì có thể thấy độ chênh lệch về lực lượng. Phía địch có sự xuất hiện của bộ ba hoàn hảo với một batter số 4, lão tứ với khả năng đánh bóng điêu luyện, vụt phát nào là tín phát đấy. Đồng hành với hắn là con pet Lasso thỏ lò mũi xanh, một khẩu pháo mang trong mình trái ác quỷ Inu Inu no Mi. Mỗi cú hát hơi của nó đi kèm với nước mũi sẽ là một quả bóng chày có thể kích nổ khi đến gần đối phương. Một khi chủ tớ này phối hợp thì team Usopp chạy cũng chẳng thoát. Bên cạnh đó còn phải nhắc đến bà già Noel. Đối tượng này sở hữu năng lực trái Mogu Mogu no Mi, giúp mụ Henshin thành chuột chũi. Với sở trường đào hang khoét đất, mụ đã tạo ra một hệ thống trận địa ngầm, vừa để lẩn tránh vừa để đánh lén bất ngờ. Trong khi đó phía bên ta là cặp đôi của những chiếc mũi, một mũi dài một mũi xanh. Tưởng như bộ đôi hoàn cảnh này sẽ sớm cho ao cuộc chơi khi phải đối diện với đối thủ gớm như vậy, nhưng không, đừng để nhìn mũi mà bắt hình dong. Usopp với bộ não đầy sáng tạo của mình đã tận dụng hệ thống đường hầm của đối để tập kích bất ngờ. Một nhát búa nặng 5 tấn giáng thẳng vào thủ lão tứ, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bà già Noel. Hóa ra bấy lâu nay Usopp giấu nghề, không hổ danh là thuyền trưởng của 8.000 thuộc hạ. Đang trên đà thắng, Usopp củng cố áp lực quyết phải lụm thêm bà già Noel, nhưng địch lẩn như trạch quá đánh mãi không trúng. Giữa lúc đó bà già Noel phát hiện có gì đó sai sai ở đây. Quả búa 5 tấn giáng thẳng sọ mà lão tứ đầu vẫn bằng phẳng, nghi vấn khứa mũi dài này dùng tool hack game. Mọi chuyện ngay lập tức được làm rõ ràng. Té ra ông nhõi dùng một hệ thống búa gấp chuyên dụng để loe kẻ khác là búa 5 tấn mà thôi, bị thằng danh bịp thì bị quê. Bà già Noel lập tức vào thế trận để đáp cả vốn lẫn lãi, với đòn mở đầu là ăn chuối cả nải. Tiếp đến là nguyên buồng dí theo Usopp. Theo tính toán của mũi dài, cậu sẽ cho đối tông vào phần móng của khu di tích. Một khi thành công thì ả không u cũng bất động tại chỗ. Mọi thứ đều đi đúng với kế hoạch. Đã có va chạm xảy ra thật, nhưng nguyên cái di tích thì sụp đổ, còn đối tượng đâm vẫn cứ bình an vô sự. Thôi xong, quả này mũi dài tới công chuyện luôn. Usopp được trải nghiệm chuyến đi cao tốc tử thần để tận hưởng cái cảm giác mà mụ vừa mới trải qua. Trong khi đó phía Chopper cũng căng, cậu cũng nhận thương tích nặng nề trước những cú đòn của lão tư, nhưng với tuyệt kỹ trách va của mình, tuần lộc mũi xanh đã tìm được điểm yếu của đối phương, đúng hơn là cái bệnh xoang của Lasso mà giở trò. Sau đó úp mặt nó xuống cửa hầm, tận dụng sự liên kết giữa các hàng với nhau để tạo vụ nổ nối liền. Với sức công phá thế này thì địch không gục mới lạ, ấy thế mà chuyện lạ lại xảy ra mới cay. Nổ đến
đến thế mà bọn chúng vẫn còn cựa được thì đánh đấm cái gì nữa. Usopp đang nghĩ và thực hiện, nhưng cậu không thể thoát khỏi đôi tay của bà già Noel và cái mồm miệng của ả nữa. Chuột bà thông báo cho họ một tin buồn. Baroque Walker vô cùng sung sướng báo tin Luffy mũ rơm đã chết. Lời nói như chạm vào phần cứng của Usopp, cậu bật lại đối phương với khẳng định thuyền trưởng của mình là bất tử vì cậu ấy sẽ trở thành vua hải tặc với những kẻ có kinh nghiệm ở đại hải trình. Lời nói đó như một bình N2O đậm đặc, cười điên, bởi những hải tặc có não sẽ chẳng bao giờ thốt ra mấy lời ngu si như thế. Để giúp khớp mũi dài tỉnh táo đầu óc, cặp đôi số 4 đã thực hiện một pha phối hợp nữa với bà già Noel vận chuyển, còn lão tứ chịu trách nhiệm vụt dính một đòn đến nát mặt như thế. Tưởng như Usopp đã niệm rồi cũng nên, nhưng không, cậu còn tỉnh, thậm chí còn tuyên bố đàn ông có những trận nhất định phải đánh, nhất là khi ước mơ của bạn bè bị sỉ nhục. Thấy thằng nhõi vẫn cứng mỏ quá, bà già Noel tính làm lại một lần nữa. Có điều mụ đã bị anh em nhà mũi xỏ cho một vố, để mụ trải nghiệm cú vung gậy 4 tấn của đồng nghiệp, còn lão tứ nhận cú siêu ngôi sao chổi búa từ cặp Usopp, một nhát hạ luôn cả chó lẫn người. Cuộc chiến tại cổng Đông Nam kết thúc với chiến thắng thuộc về cặp đôi Usopp và Chopper. Trong khi đó, tại cổng Tây của thủ đô, cuộc chiến cướp pháp giữa Sanji và nàng nhị đang diễn ra căng cực. Trận này cũng tới bến tới bờ, cũng đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới đấy. Đôi bên trao đổi chiêu thức qua lại cũng 19-19.25. Chỉ đến khi phải dùng đến năng lực Mane Mane của mình, nàng nhị mới chiếm được lợi thế trước Sanji. Không phải cái này mà là cái này. Tận dụng avatar của Nami, ả đã đẩy Sạn vào thế khó. Với cá tính yêu cái đẹp, nói không với bạo lực lên phái yếu, chàng đầu bếp không tài nào xuống chân được. Nhưng đây là Mr. Prince, một anh trai biết vượt trông gai. Sanji đã phát hiện ra nàng nhị không thể vừa biến hình vừa ra chiêu, đây chính là cơ hội để phản công. Trước tình thế đó, nàng nhị đổi chiến lược sang dùng công cụ hỗ trợ với một cặp thiên nga chống mái, nâng cấp quyền pháp Okama của ả lên tầm cao mới, cả về uy lực đến tầm với. Tuy nhiên lông mày xoắn luôn biết cách thích nghi để đưa cuộc chiến không bị quá thiệt thòi cho mình. Liền sau đó là những cú đòn liên hoàn liên tục được tung ra, khiến cho cả hai đều suy giảm thể lực nặng nề. Ai rồi cũng phải có giới thiệu. Một khi đã chạm đến ngưỡng ấy thì cả hai phải tung đòn kết thúc. Người gục ngã trước là Sanji, nhưng thương tổn nặng nề hơn lại thuộc về nàng nhị. Tuy là đối thủ một mất một còn, nhưng ả vẫn nhận được sự tôn trọng của Sạn. Hành động lịch thiệp của chàng hoàng tử khiến nàng nhị xúc động, cho đến khi bị tặng cho một cước can cái tội lấy trộm đồ của đồng đội anh. Trận chiến tại cổng Nam Alubana, chiến thắng thuộc về Sanji, kèm theo vật phẩm tình bạn nho nhỏ. Sau khi thoát khỏi cuộc truy sát của Baroque Quốc, Vivi đã gặp được Chaka và hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị phá hủy cung điện nhằm câu kéo sự chú ý của phiến quân trong vài giây. Đó chính là thời cơ lớn để công chúa giải quyết tình hình. Tuy cảm thấy tiếc cho công trình kiến trúc quan lịch sử của đất nước, nhưng Chaka đã nhìn thấy tố chất quân vương bên trong Vivi nên vội tuân lệnh thực hiện ngay. Đang lúc mọi thứ đang được chuẩn bị thì một kẻ bất ngờ xuất hiện khiến tất cả đều bất ngờ. Nhân vật đó đáng tiếc không phải Luffy mà là Sir Crocodile. Trước đó khi hắn đối đầu với Luffy, cá sấu đã chứng minh danh hiệu Thất Vũ Hải của mình, không phải là slot bỏ tiền ra mua. Với năng lực của Tsunanomi, hắn ta dễ dàng chống lại mọi đòn tấn công của Luffy, kể cả khi mũ rơm đã giở đủ trò lẫn thủ đoạn. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Khi Crocodile tiết lộ bản thân chính là nhân tố đứng sau những trận bão cát đổ bộ vào Yuba, Luffy đã cả giận mất khôn, để lộ sơ hở để Crocodile khai thác, để tặng cậu một lỗ thông hơi trở lại với thực tại. Sau khi thực hiện chiến lược chia để trị, đối thủ của cặp đôi Nami và Zoro là bộ đôi sát thủ số 1 của Baroque Quốc. Với tư cách là những tay đồ tể hàng đầu, gã nhất và ả hai ngón luôn ưu tiên xử lý đối tượng yếu trước. Nhân vật đấy còn ai khác ngoài Nami nữa. Tuy nhiên để làm được điều đó, chúng phải vượt qua cái đầu tảo này đã. Đối thủ trong kèo solo này của Zoro là gã nhất, kẻ được biết đến với cái tên Dust Bones, sát thủ số 1 của Baroque Quốc. Hắn sở hữu trái ác quỷ Super Super Nomi, cho phép bản thân biến bất kỳ bộ phận gì thành kiếm thép. Vì mang tính chất thép nên sức phòng thủ của Dust Bones cũng rất ra gì và này nọ. Một khi hạ được gã, Zoro sẽ unlock được skill chém đinh chặt sắt. Theo sự tìm hiểu của tôi thì trận này hay, nên tôi sẽ tường thuật trực tiếp sau. Còn giờ thì hãy đến với tình hình của Nami. Hiện cô đang chuẩn bị cho một cuộc giao chiến với ả hai ngón. Với công cụ được đặt từ ông hoàng chế tác Usopp, số là trước khi cập bến Alabasta, Nami đã tìm đến Usopp để nhờ mũi dài chế cho món vũ khí phù hợp để giúp bản thân có ích hơn. Với sự tự tin của nhà khoa học cấp thôn, Usopp đã chế ra Klimatak với khả năng tối đa năng lực của Nami, năng lực tấu hề. Đoạn này xem vừa hài vừa tội cho nàng hoa tiêu, chẳng hiểu sao đặt ngôi sao hy vọng vào khớp mũi dài để rồi thành trò hề trước mặt một tay sát thủ. Nên nhớ ả hai ngón là một kẻ mang năng lực. Trái ác quỷ ả ta sở hữu là Toge Toge Nomi, giúp người sở hữu tạo ra gai nhọn khắp body. Nghe đến đây là đủ hiểu độ chênh lệch thực lực rộng đến cỡ nào. Nếu không có độ nhanh nhạy thì chắc Nami đã thành tổ ong rồi. Với tình hình hiện tại, nếu cô nàng hoa tiêu muốn thắng thì chỉ có nước đánh cược vào món vũ khí này mà thôi. Klimatak chỉ hài khi Nami chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thôi. Một khi kiến thức này đã được tiếp thu thì đối chỉ là tuổi con dế đối với nàng hoa tiêu. Trích trong tờ hướng dẫn, tùy vào việc lắc hay thổi sẽ tạo ra các loại bóng khí khác nhau. Cây số 1 tạo ra bóng nhiệt, cây số 2 tạo bóng lạnh, cây số 3 tạo bóng điện. Tuy sản phẩm chưa được hoàn thiện nhưng nếu dùng để biểu diễn thì phòng bạn bè như cái bệ bà. Trước những màn tấu hài rớt nước mắt của địch, ả hai ngón đã có dấu hiệu hết kiên nhẫn, không còn thời gian để xem cái sâu tấu hề này được nữa. Có điều ả ta không biết rằng con hàng kia không phế, nếu biết tận dụng hết công năng của nó, những công năng ngay đến người chế ra nó cũng chẳng hề hay biết. Thôi dẹp cái hướng dẫn sử dụng đi, giờ là lúc đầu óc của Nami vận động để tận dụng chức năng của Klimatak, ví dụ như ảo ảnh phân thân chi thuật. Khi sử dụng
bóng lạnh làm thay đổi mật độ không khí, độ chênh lệch nhiệt độ sẽ tạo ra khúc xạ ánh sáng sinh ra ảo ảnh. Nghe cũng được ấy chứ. Cuộc so tài thực sự bây giờ mới được bắt đầu. Mồm thì mạnh miệng thế chứ quay đi quay lại thì Nami đã bỏ chạy rồi. Suy đi nghĩ lại thì Nami để so trình với ả hai ngón thì vẫn quá lệch. Nếu muốn chiến thắng, Nami phải tìm ra cơ hội để tung chiêu tất sát chỉ dùng một lần. Sau khi bị săn lùng hành hạ các thứ các kiểu, Nami đã có thể huy động đủ chất xám cần thiết để tìm ra công thức để đánh bại đối thủ. Đầu tiên phải làm ẩm không khí, sau đó dùng khí nóng đẩy hơi nước lên. Khi hạ xuống va chạm với khí lạnh sẽ nhanh chóng hóa lạnh ngưng kết lại. Trong quá trình chuẩn bị đó, dĩ nhiên Nami sẽ không được thoải mái, ả hai ngón liên tục công kích. Nếu không nhanh tay nhanh chân né ra là thành bầy nhầy ngay. May mắn cho Nami là kế hoạch của cô đã thành, mây đã xuất hiện. Giờ thì cô nàng phải tăng cường cả khí nóng và lạnh để tăng kích cỡ đám mây tích điện, từ đó giáng một đòn sấm sét khiến đối phương choáng váng. Cơ hội vàng 10 để Nami sử dụng đòn kết thúc. Dĩ nhiên địch sẽ không nằm im chịu trận. Ả hai ngón biến đầu thành quả cầu gai húc về phía Nami, buộc nàng hoa tiêu phải lấy chân ra đỡ. Đau thì có đau thật nhưng xét ra thì không đau bằng Vivi, nên Nami vẫn cắn răng chịu đựng để ra đòn kết liễu. Cúc cu cúc cu, thằng chó mày lừa bố mày. Bất ngờ chưa các con rời. Sức mạnh của sức sáng tạo cũng chỉ đến thế này là kịch. Tuy quá trình chiến đấu mang nặng yếu tố hài, nhưng trong trận chiến tại cổng Bắc, Nami đã giành chiến thắng. Cách không xa chỗ đó, Zoro đang phải căng thẳng trước đối Dash Bones. Đầu tảo đã sử dụng những chiêu đòn mạnh nhất của mình như ngưu châm, quỷ chạm, hổ thú, nhưng kết quả chỉ như những cú kích và máu chó của Dash, không thể gây tổn hại ra thịt thực sự. Nếu tình hình này kéo dài sẽ khiến Zoro suy giảm thể chất, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, Zoro nhớ về lời dạy của sư phụ về một thanh kiếm có thể cắt những thứ cần cắt. Tuy nhiên dù đã khổ luyện rất nhiều, trải qua vô số lần vào sinh ra tử, nhưng vẫn chưa thấu được ý nghĩa đằng sau bài học đó. Nếu lúc này Zoro có thể thấu được, anh sẽ mở ra cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên đối thủ sẽ không chờ đợi hay nương tay để Zoro kịp làm điều đó. Một khoảnh khắc mắc sai lầm bị khai thác đã khiến chàng kiếm sĩ phải trả một cái giá quá đắt, được đà lao lên. Dashbone lập tức gia tăng thương tích cho đối phương để đảm bảo Zoro liệm chặt. Gã nhất không ngần ngại bổ sung thêm đòn kết, cắt tan nát cả ngực chàng kiếm sĩ lẫn cột đá phía sau. Đầu tảo kèo này không hẹo vì vết thương thì cũng hẹo vì đá đè. Chuyện đấy chắc chỉ xảy ra ở vũ trụ nào đấy, chứ ở vũ trụ này thì không. Trong khoảnh khắc đá tảng rơi xuống, Zoro đã thức tỉnh bản năng vô cực, cảm được hơi thở của vạn vật xung quanh. Đầu tảo đã thấm được bài học của sư phụ, đã nghe được thép bên trong gã nhất. Căn cơ đã có, giờ chỉ cần đủ kỹ năng là chạm được. Chiêu thức mà Zoro sử dụng là nhất kiếm phái cự hợp sư tử Kaka, và đó cũng là chiêu đem về chiến thắng tiếp theo cho băng mũ rơm trước Baroque Quốc. Ở một diễn biến khác, Nico Robin đang sử dụng năng lực để ngăn lính đột nhập vào bên trong, bởi tại đó đang diễn ra cuộc nói chuyện quan trọng giữa thất vũ hải Crocodile và đại diện hoàng gia công chúa Vivi, cùng với sự xuất hiện tàn tạ của quốc vương Cobra về thứ vũ khí cổ đại Blutone, một con tàu chiến có sức phá hủy cả thế giới. Theo những gì hắn điều tra thì vị trí của nó đang được cất giấu trên mảnh đất này, còn tọa độ chính xác chỉ được truyền trong nội bộ hoàng tộc. Một khi có được Blutone, Crocodile sẽ thành lập quốc gia quân sự trên nền Alabasta bất chấp sự để ý của chính phủ thế giới. Bên cạnh đó, hắn cũng tuyên bố diễn biến sắp xảy ra vào lúc 4:30, trong bán kính 5 km tất cả sẽ biến thành bình địa bởi một quả đạn pháo made by 3 tấn Velox, kéo theo toàn bộ sinh mạng của cả hai phe phiến quân và quân đội. Một kế hoạch cực não và siêu tốn sinh mạng. Đó là chuyện sắp tới, còn ưu tiên bây giờ của Crocodile là tấm pone clip của vương quốc này. Trước sự tàn ác vô nhân tính của cá sấu, Chaka đã hết kiên nhẫn, nhưng chưa đến phiên vị tướng này ra trận, đội hộ vệ tinh nhuệ của vương quốc Sumegeri sẽ lĩnh ấn tiên phong để đảm bảo chiến thắng. Họ đã dùng hàng cấm để búp lực tạm thời, nhưng cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh của bản thân. Chỉ cần như thế là đủ để Crocodile giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ cần câu giờ để chờ đến khi tổ đội kia ngỏm là xong. Hành động này chính là một sự sỉ nhục đối với tinh thần chiến sĩ. Nó đã tác động đến máu điên của Chaka. Anh lập tức biến dạng bán thú của trái Inu Inu no Mi model chó rừng để lao đến ra một đường kiếm về phía cá sấu. Đòn nhanh đấy nhưng không gây đam. Chỉ trong vài phút sau đó, Chaka đã bị hạ. Cô lúc này Koza đã có mặt tại hoàng cung, bày ra trước mắt anh là cảnh tượng anh hùng của đất nước đang sắp lấy mạng của vương quốc đương nhiệm. Sâu chuỗi những gì đã và đang xảy ra theo hướng tiêu cực nhất, Koza đã hiểu ra đến 90% mọi chuyện từ trước đến nay. 10% còn lại là danh tính của cướp mưa thực sự. Ở cái bối cảnh này thì Crocodile chẳng ngại mà thừa nhận, và cũng chính hắn là kẻ giật dây cuộc chiến điên loạn ngoài kia. Koza đến đây thì sốc lắm, nhưng không có thời gian để làm chuyện đó. Anh phải báo ngay chuyện nửa tiếng nữa cả thủ đô thành bình địa. Koza định di chuyển rồi nhưng bị Vivi ngăn lại. Một khi anh công bố tin này ra sẽ thổi bùng sự hỗn loạn, khi đó thảm họa sẽ cực kỳ khủng khiếp. Thay vào đó Koza phải là người ngăn phiến quân lại. Quả là gây yêu của tôi, đầu óc quá tỉnh và xinh gái. Nếu để diễn biến đó xảy ra thì còn gì gọi là kế hoạch nữa. Nên Crocodile phải giải quyết ngay vấn đề từ trong trứng nước, nhưng đã bị Chaka chặn lại, tạo cơ hội cho Vivi và Koza đi trước. Trong khi đó phiến quân đã chọc thủng phòng tuyến số 4 và đang kéo về phía quảng trường, từ đó áp sát cung điện. Khi họ đang tiến vào thì trước mắt là Koza cùng quân hoàng gia đang giương cờ trắng đầu hàng để chấm dứt chiến tranh. Mọi chuyện kết thúc ở đây thì ngon. Đột nhiên Koza bị bắn lủng hai lỗ. Tác giả còn ai khác ngoài lũ Baroque Quốc trà trộn bên quân hoàng gia, không dừng lại ở đó tận dụng cơn bão cát. Chúng còn nã không nương đạn vào cả đôi bên, khiến những cái đầu đang dần nguội lại bừng bừng mà lao vào nhau chém giết. Cảnh tượng này đã dội một gáo nước lạnh lên đầu Vivi. Cô đã cố gắng rất nhiều để dừng cuộc chiến lại, nhưng kết quả vẫn chẳng hề đổi thay. Crocodile trông thế mà nhân văn phết, hắn không muốn Vivi chứng kiến thảm cảnh đang và sẽ xảy ra trong 15 phút tới, nên sẽ tiễn cô đi trước một bước, kèm theo những lời an ủi đi vào nỗi đau của công chúa. 2 năm hy sinh của cô coi như vô ích.
rồi cứ thế thả cô nàng rơi tự do, cho đến khi được chàng trai mà ai cũng biết là ai đấy cứu. Trên đôi cánh của Pell, Luffy đã comeback, cậu đã nghe được tiếng của cô, mà không chỉ có Lù, các thành viên khác cũng đã nghe thấy. Băng mũ rơm đã tề tựu đông đủ. Sân khấu bây giờ đã là của họ và họ sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Trước khi tiếp tục cầu truyền hình, mời các bác nghỉ ngơi đôi chút với chuyên mục quảng cáo đến từ Page Phim Này Hay Phết, một sân chơi dành riêng cho các mod phim của nhà The Reviewer. Ở đây chúng tôi phục vụ nhiều món khác nhau, cụ thể ra sau thì mời các bác gia nhập để sẽ rõ. Ngắn gọn thế cho xúc tích để chúng ta còn nhanh trở lại câu chuyện. Khi Luffy sẽ vào round 2 với Crocodile, sau lần chết hụt trước đó, Luffy đã ngộ ra rằng cát gặp nước sẽ bị cô đặc. Thế cho nên cậu đã chuẩn bị một vại đầy nước để tẩm độ ẩm cho những cú đòn của mình, qua đó khắc chế được yếu tố phi vật lý trong năng lực của Crocodile. Cửa thắng là đây chứ đâu, chỉ từng ấy thực lực mà cũng đòi ăn Thất Vũ Hải, thế chắc phải tự tin lắm mới thốt ra những lời ngông cuồng như vậy. Tưởng thế nào, nếu Crocodile là Thất Vũ Hải thì Luffy sẽ là Bát Vũ Hải. Nói xong là thực hiện luôn cho nóng, không còn là một kèo lệch như trước nữa. Luffy đã có một thế trận cân hơn rất nhiều so với Crocodile. Những mảng miếng tấn công đã gây thiệt hại cho gã cá sấu. Nhân cơ hội địch đang bối rối, Luffy tặng hắn nguyên thùng nước, tắm cho sạch cái nét xấu xa đi. Nhưng Crocodile bảo không cần. Không cần thì thôi, gì căng. Nhận thấy tình thế đang bất lợi cho mình, cá sấu sử dụng nghệ thuật hắc ám mõm để chê bôi cái chiến lược của Luffy là chơi thì chả phe gì cả. Giỏi thì bỏ cái bình ra đấm tay đôi xem ai mới là bố. Thấy địch nói cũng có lý, đầu Luffy lập tức nảy số để bật form mới cho mình. Luffy bật chế độ test nước, không van nhưng vẫn gì. Nhờ có trạng thái này, Lù đã thành công cho cá sấu ngấm nước, từ đó tạo tiền đề cho một thế trận mà cậu làm chủ. Với một tên có cái tôi cao chết khiếp như Crocodile, hành vi của Lù là không thể chấp nhận. Sau khi ra lệnh của Nico Robin kéo vua Cobra đi trước tìm Pony Clip, hắn bắt đầu cho thấy lý do khiến mình thành kẻ mạnh. Chỉ với một cú chạm lên mặt đất, Crocodile đã khiến cho vạn vật xung quanh đều bị phá hủy, ngay cả nước cũng bất lực. Theo sự giải thích của cá sấu, hắn chỉ đang sử dụng năng lực cốt lõi của cát. Bàn tay phải của hắn có thể khiến mọi thứ khô hạn đến kiệt quệ, kể cả đó có là tượng đá cứng nhắc hay là cơ thể con người. Một khi đã bị bắt trúng thì đừng mơ có cửa sống. Cùng lúc đó, Nico Robin cùng vua Cobra đang đối mặt với hải quân do Tashigi dẫn đầu. Trước đó tại Rain Base, Smoker đã trao toàn quyền quyết định cho cấp dưới của mình, để cho cô mở mang tầm mắt để tìm ra công lý cho bản thân. Tuy đã được vua Cobra thông báo về quả đạn pháo và nhờ cô đi giải quyết nó trước khi quá trễ, Tashigi vẫn nhất quyết phải cứu ông ra trước rồi mới tính sau. Nhưng ý định đó đã vấp phải sự phản đối của Robin. Với năng lực của mình, thư ký của Crocodile dễ dàng hạ đám lính, còn Tashigi thì ngay sau đó nhận cái kết tương tự. Địa điểm dừng chân của Robin và vua Cobra là điện an táng hoàng gia, trong lúc cả hai di chuyển xuống hầm mộ bí mật. Chúng ta biết thêm một chút thông tin về ả thư ký này. Robin có khả năng đọc hiểu những mẫu tự cổ đại khắc trên các tấm poneglyph, đó cũng là lý do Crocodile liên hệ hợp tác với cô ta. Ở một diễn biến khác, băng mũ rơm đang ra sức truy tìm quả đạn pháo với đủ mọi phương pháp khác nhau. Usopp cosplay Crocodile để hiểu tâm lý hắn ta nhưng bị Zoro ganh. Chopper sử dụng khả năng đánh hơi nhưng mùi thuốc súng quá nồng làm ảnh hưởng. Pell thì đảm nhiệm tìm kiếm trên cao nhưng cũng chưa ra tung tích gì. Mọi nỗ lực vẫn đang rất gấp rút, thời điểm bắn đạn pháo chỉ còn có 5 phút. Cùng lúc đó tại cung điện, Luffy sau khi bị Crocodile cho thành xác khô đã kịp thụ lại mấy quả cầu nước phun ra trong lúc cùng quẫn nên cơ thể được hồi phục kịp thời. Trong lúc di chuyển, Luffy đã gặp Tashigi, cô nàng trung úy sau khi bị Robin hành xác. Còn Crocodile thì sỉ nhục với tinh thần, đã ngộ ra gì đó về chính nghĩa nên đã quyết định hạ kiếm và quyết định chỉ cho Luffy hướng đến điện an táng. Nhưng trong lúc đến đó, do vết thương của cậu bị động khiến máu chảy xối xả, cơ thể Lù đã suy kiệt nặng nề sau hai lần bại trận. Tuy đã nỗ lực để lê thân tàn nhưng sau cùng cậu cũng bất lực đổ gục tại chỗ. Diễn biến các phía ngày càng căng thẳng hơn, thời gian để quả bom phát nổ chỉ còn lại có 4 phút. Crocodile lúc này đã đến căn hầm bí mật, cứ ngỡ hắn sẽ được nghe thông tin về vũ khí cổ đại. Nhưng bất ngờ chưa, những gì ghi trên Poneglyph chỉ là lịch sử của vương quốc này chứ chẳng có chiến lược quân sự nào cả. Crocodile nghe đến đây thì cay. Dựa trên biểu cảm của vua Cobra, cá sấu cũng đã hiểu được Pluton có tồn tại hay không rồi. Nhưng với thái độ lừa bịp của ả thư ký, hắn quyết định chính thức hủy giao ước với Nico Robin, đồng thời cho đối tác cũ đi bán muối. Việc không có được tọa độ chính xác của Pluton cũng chẳng phải vấn đề to lắm, một khi có được vương quốc này thì lo gì không mò được. Với một đối tượng não to bằng cái bát như Robin, dĩ nhiên luôn có phương án phòng ngừa cho trường hợp này. Chỉ tiếc rằng thực lực của cô có hạn nên không đọ được với Crocodile. Nhân cơ hội đối phương mâu thuẫn nội bộ, vua Cobra đã tác động lên cột trụ của hầm khiến nó đếm ngược đến thời điểm sụp đổ. Ông muốn chết chùm với tên khốn Crocodile. Nỗ lực này xứng đáng ghi nhận nhưng không đáng kể, bởi gã cá sấu có thể bình yên vô sự nhờ năng lực của bản thân. Ngược lại thì vương quốc này đang đến hồi tàn lụi, chỉ sau 3 phút nữa mà thôi. Nhờ có dư chấn dưới hầm đó mà Luffy đã tỉnh dậy mà nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cậu lập tức tăng tốc lao xuống dưới để bắt đầu đoạn kết trong trận chiến với tên cá sấu. Thấy con đỉa này dai khiến Crocodile nổi khùng, nhưng cơn khùng của hắn không bằng cơn điên của Lù. Cậu bền bỉ như vậy là để đòi lại những thứ tên khốn kia đã cướp đoạt, đó là đất nước của Vivi, nơi mà cô có thể mỉm cười khi trở về. Gáy thì to đấy nhưng mà không có nước thì Luffy cũng bất lực rồi. Cái đấy thì chưa chắc, mũ rơm đã đổi nước bằng máu. Chưa hết bất ngờ hả? Để Lù đấm lại cho dễ thích nghi nhé. Sau hai lần bỏ lỡ cơ hội 10-10, lần này Crocodile nhất quyết phải nhổ bỏ cái gai này. Với một bàn tay khô hạn và một cái móc tẩm chất kịch độc, cứ ngỡ Crocodile vẫn không thể làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhưng Luffy dù chỉ có tay chân miệng cũng đủ tạo ra cục diện đôi công với địch, kể cả khi dính đầu
đập cũng không ngại. Chỉ cần Vivi vẫn nỗ lực vì quốc gia này thì người đồng đội như Luffy vẫn sẽ dốc đến hơi thở cuối cùng. Miệng nói thì là thế nhưng cơ thể mũ rơm đã bắt đầu thấm độc, thanh thể lực cũng sắp cạn kiệt. Thứ đã cạn lúc này là thời gian đếm ngược của quả đạn pháo và không có gì xảy ra cả. Trong khi Luffy và Crocodile đang chiến đấu ở trên mặt đất, nhờ sự giúp đỡ của hải quân, Vivi cùng các bạn đã có thời gian để tìm kiếm quả đạn pháo. Mục tiêu của cả bọn là một chỗ đủ kín, rộng và có độ lan tỏa. Đối chiếu với các tiêu chí đó thì chỉ có một nơi thỏa mãn, đó là trụ sở cũ của băng Cát Cát, tháp đồng hồ gần quảng trường. Khi cả bọn tập hợp thì chỉ còn 1 phút rưỡi phù du, thời gian đã quá gấp rút, không thể chờ Pell đến được nữa. Kể cả khi Sanji và Zoro đã ở sẵn trong tháp cũng không kịp lên đỉnh để ngăn chặn pháo kích. Tình hình đang thực sự quá nan giải, nhưng Nami có một kế. Kế gì thì kế, muốn chặn quả pháo lại, cả bọn phải đánh bại cặp đôi số 7 chuyên mảng xạ thủ này đã. Trước đó chính chúng đã bắn hạ Pell, khiến Vivi và bạn bè phải khốn khổ thế này. Thôi, không còn thời gian nữa, triển kế ngay vào luôn. Bước 1 là tạo hỏa tiễn Usopp thốn tận rốn để đưa Vivi cưỡi chopper lên một độ cao nhất định, rồi đến phiên Sanji bonus thêm lực đẩy tiến lên thêm đoạn nữa. Giữa lúc Zoro đang tiếp đà đi lên thì cả bọn đã bị phát hiện, được ăn cả ngã thì thôi, tầm này còn gì nữa đâu mà mất, cứ lên là lên luôn thôi. Sự hy sinh của Zoro và màn thu hút sự chú ý của Chopper đã tạo cho Vivi một cơ hội bằng vàng, đánh bại cặp số 7 và ngăn chặn quả pháo bắn ra. Sự nỗ lực của cả bọn đã có kết quả, nhưng chỉ là kéo dài thời gian thêm có vài giây nữa trước khi quả đạn pháo phát nổ bằng hệ thống đếm ngược. Phải thừa nhận là Crocodile là một trong những phản diện cực đỉnh, hắn luôn có những phương án dự bị để phòng mọi biến số xảy ra, nhưng dù đã tính toán đỉnh cao ra sao thì cũng có những bất ngờ. Pell nguyện làm cảm tử, mang trên mình tư cách của kẻ bảo vệ hoàng gia Nefertari, cũng là người bạn của công chúa. Pell nguyện hiến dâng sinh mệnh của mình để ngăn chặn mọi nguy cơ xảy ra với vương quốc Alabasta. Tiếng bom chát chúa vang lên, cứ ngỡ đó là âm thanh kết thúc cuộc chiến, nhưng không, hai bên vẫn cứ lao vào trong điên loạn. Kể cả khi Vivi có gào muốn đứt dây thanh quản thì tình hình vẫn không thay đổi. Tuy nhiên có một cuộc chiến khác đang đến hồi kết thúc. Crocodile tưởng như đã nhổ được cái gai trong mắt, nhưng Luffy bảo không, bởi một lý do duy nhất, cậu sẽ trở thành vua hải tặc. Crocodile chỉ là một vật cản trong hành trình đó mà thôi, kể cả hắn có giở trò gì đi chăng nữa cũng không thể tránh được thất bại đã định sẵn. Kể từ thời khắc này, Luffy đã phô diễn hết những gì mà mình có, nào là đấm rồi đá rồi cứ liên hoàn liên tục giáng vào Crocodile. Cá sấu có phản kháng nhưng tầm này cố quá chắc thành quá cố. Lù quyết định tung ra cú chốt quyết định với cú combo 7748, cú Gomu Gomu No Storm vượt qua lớp đất đá của hầm mộ. Cá sấu bay lên giữa chiến sự căng thẳng. Chứng kiến cảnh tượng đó, những người bạn hiểu rằng thuyền trưởng của họ đã chiến thắng. Cùng lúc đó, những giọt mưa quý giá đã rơi xuống, đập tan sự điên cuồng trong cuộc chiến, để tất cả nghe được tiếng của công chúa Vivi, đánh thức tất cả khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Lúc này kế hoạch của Crocodile đã được tiết lộ, đặc biệt là biến sự tại Nanohana qua lời kể của Tèo sau khi được ông chú Igaram cứu. Thực ra vị vua Cobra tàn ác kia là do nàng nhị giả mạo, cùng với đó là lời xác nhận của cô ra về kẻ chủ mưu Crocodile. Cuộc nội chiến khủng khiếp chính thức chấm dứt tại đây. Trong cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, một lịch sử mới đã được ghi dấu. Vương quốc Alabasta đã mất rất nhiều nhưng chẳng đổi lại gì. Con đường duy nhất mà quân và thần nơi đây phải hướng tới là vượt qua nỗi đau để tiến về phía trước. Cuộc chiến này sẽ mãi nằm trong dòng chảy của xứ cát, cùng với đó là một cuộc chiến khác được giữ trong im lặng. Những giọt nước mát lành liên tục rơi xuống, tươi mát vương quốc đã 3 năm liền khô hạn. Nó đem theo niềm vui và sự hy vọng cho những người dân ở đây và một tương lai tươi đẹp hơn ở phía trước. Với tội danh buôn bán vận chuyển bột múa, Crocodile và đồng đảng sẽ bị bắt giữ, đồng thời tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải. Nhờ chiến công này mà cả Smoker và Tasigi đều được thăng chức, nhưng trong thâm tâm họ hiểu rằng mình chỉ đang bú chiến công của hải tặc. Thân là những hải quân liêm khiết, cả hai đều hiểu rằng lực của bản thân là chưa đủ để theo đuổi chính nghĩa của bản thân, cho nên cả hai cần phải mạnh mẽ hơn để sải bước trên chặng đường mà mình đã chọn. Trở lại với tình hình băng mũ rơm, hiện tại cả bọn đang có thời gian ăn chơi đàn đúm các thứ các kiểu tại hoàng cung Alabasta. Luffy và đồng bọn đã cho những người trước nay sống quy chuẩn được trải nghiệm đời sống hải tặc, bữa ăn kiểu hải tặc này, tắm kiểu hải tặc này, rồi cú đấm hạnh phúc của hải tặc này. Nếu mất 100.000 belly để được Nami đấm phát này, tôi nguyện đưa mắt ra cho nàng đấm. Với tư cách là con dân của Alabasta kiêm cha của Vivi, vua Cobra đã cúi mình để cảm ơn chiếc băng mũ rơm. Có thể họ sẽ không được ghi danh vào lịch sử của quốc gia này, nhưng với những người đã biết, Lù cùng các homie sẽ mãi là những người hùng. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Để tránh phiền phức cho Vivi, băng mũ rơm đã quyết định rời đi ngay trong đêm. Nhờ sự trợ giúp của nàng nhị mà Going Merry đã được an toàn trước sự truy lùng của hải quân. Chỉ cần thế thôi là ân oán trước đây đã được dẹp sạch để bồi đắp lên tình bạn giữa đôi bên. Thực ra ả này muốn nhờ băng mũ rơm giúp để thoát thân thôi, nhưng không sao, anh em bạn bè phải có qua có lại mới nhân đạo chứ lại. Có điều họ đã không lường trước được rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của quân giáo đen dưới sự chỉ huy của đại úy Hina. Tuy bị vây hãm và liên tục nhận đòn, nhưng băng mũ rơm vẫn ra sức cầm cự, bởi họ đang chờ đợi đồng đội của mình đưa ra quyết định. Khi biết được điều đó, nàng nhị, xin phép từ giờ gọi là Bon Clay, đã vô cùng xúc động. Bon Chan quyết định sẽ cùng thuyền viên của mình cải trang làm băng mũ rơm để dẫn dụ quân giáo đen bám theo mình để giải vòng vây cho Luffy và đồng đội, đúng theo tinh thần tình bạn của đạo Okama. Một respect siêu bự từ tôi dành cho cô nàng Bon, nàng sẽ sống mãi trong lòng băng mũ rơm và những người xem như chúng tôi.
Trong khi đó, từ quảng trường thủ đô, bài diễn văn của công chúa Vivi đang được phát trực tiếp ra toàn đất nước. Tiếng thì chuẩn nhưng người thì không, bởi Vivi đang đi ra bờ biển để gặp lại những người bạn của mình. Tuy rất quý mến họ và muốn tiếp tục hành trình chu du, nhưng thân là công chúa, phải có trách nhiệm với đất nước và nhân dân. Vivi chỉ có thể cảm ơn và hẹn họ một ngày nào đó khi gặp lại. Vẫn sẽ gọi nhau hai tiếng đồng đội. Để tránh những rắc rối không cần thiết cho Vivi, băng mũ rơm không đáp lại. Họ chỉ làm một động tác mang tính biểu tượng cho sự gắn kết mãi mãi giữa đôi bên. Chỉ thế thôi cũng là đủ để Vivi hiểu được rằng trên con tàu kia luôn luôn có một vị trí dành cho cô. Hành trình của băng mũ rơm trong saga Alabasta đến đây là kết thúc, để chuẩn bị mở ra một chặng đường nhiều chông gai hơn nữa. Cụ thể là gì thì ở những video sau tôi sẽ kể tiếp. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.